Vâng, Đức Hải Dương xin chào các bác nhá. Thì hôm nay em Đức Hải Dương tiếp tục lên video clip cho anh em đây. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc anh em nhá. Đấy. Hyundai Grand G10. Đấy. Một mẫu xe siêu tiết kiệm, siêu bền, siêu lành. Giá thì rất là bình dân anh em nhé. Hyundai Grand G10. Mẫu này được sản xuất năm 2016 anh em nhé. Xe thì em Đức bao chất bao đẹp cho anh em luôn. Đấy. Bao hồ sơ, bao công chứng ủy quyền. Đấy. Bao an ninh cho anh em trọn đời anh em nhé. Đấy. Bao coi như là phạt nguội các kiểu con luôn anh em nhé. ...2016 mà giá hơn 100 triệu đây anh em nhé. Hyundai. Nội thất rất là tươi anh em nhé. Tươi mới luôn. Đấy. Đây anh em này. Bậc lên xuống thì đều được trang bị ốp 4 cái e-lock này anh em này. 2010... 6 xe nhập anh em nhé, xe nhập khẩu luôn. Cái đít cốp về đèn kính cốp về kính zin anh em. Xe này anh em về sẵn dùng anh em nhé, về sẵn dùng thôi. Đây. Châu chỉ đây anh em. Mẫu này thì đã được trang bị gương chỉnh điện này nhá, gương chỉnh điện này. Chốt cửa tự động luôn. Màu bạc xịn anh em nhé, màu bạc xịn luôn. Hyundai Grand G10. Đấy. 2016 số sàn anh em nhé, số sàn. Đây, nội thất rất tươi luôn anh em ạ, cực kỳ tươi, vô lăng anh em. Vô lăng rất tươi luôn. Vô lăng củ số cực đẹp. Đó. Kinh xịn luôn anh em. Đấy. Các bác đi mua xe cũ thì các bác cứ mở cửa lái anh em, cứ mở cửa lái này. Đấy, cứ mở như này. Đó, đóng cảm giác mà xe nó hít là rất ngon anh em nhé. Em này thì la răng thì trang bị la răng sắt ốp nhựa anh em ạ. Đấy, chưa có la răng đúc. Lợi thế của em này thì được trang bị như là cam lùi, cam hành trình, màn hình đầy đủ rồi anh em nhé. Cái cú lốp sau này này. Đấy. Các bác đi mua xe cũ các bác cứ mở cái cửa lái ra. Xe đi ít đi nhiều là các bác cứ mở cửa lái ra là bác cảm nhận được ngay. Đấy, xe đi ít thì cái cửa lái đóng ra mở vào nó rất là khít anh em, rất là đẹp. Sơn thì đã được bên em Đức đánh bóng rồi, thì tót rất đẹp rồi anh em nhé. Đây cột sau anh em ạ. À. Cột sau đây. Đó. Cái màu lòng trong này của nó là màu sơn xịn anh em nhé. Sơn nhà máy luôn. Đây anh em ạ. À. Bao zin, bao chất, bao đẹp cho anh em. À, và giá thì hiện tại bây giờ bên em Đức đang chào bán cho bác là các bác 175 triệu anh em nhé. 175 triệu Hyundai Grand G10 2016. À, trang bị số sàn. Xe thì bao zin bao đẹp anh em luôn.
u lốp anh em. Cái keo này keo nhà máy anh em, keo nhà máy luôn anh em. Đó. 2016 mà năm nay 2024 rồi. Xe cực đẹp luôn. Bao zin, bao đẹp cho anh em luôn nhé. Nội thất bên trong anh em này rất là tươi luôn, cực kỳ tươi anh em nhé. Đó. Đó. Trần 3D anh em ơi, trần 3D đây. Cái trần 3D này cũng rất dễ nhìn. Đấy, nội thất cực kỳ tươi. Trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, xe thì chỉ việc sẵn dùng thôi. Đấy. Anh chủ rất chịu chơi, chơi luôn 4 cái bộ ốp inox luôn anh em ạ. Đây các bác. Đấy. Các bác đi mua xe cũ các bác cứ mạnh dạn. Không cần phải đóng mạnh quá đâu. Mình cứ mở ra đóng vào cảm giác ấy, nó nhẹ mà trơn tru, hít cửa vào là ngon anh em nhé. Là xe chất. Đó. Ốc nhái em đây anh em à. Ốc nhái em ở đây. Đó. Kính nha. Zin hết anh em nhé. Zin hết anh em nhé. Zin hết luôn. Đó. Đây anh em. Bảo hành về chất lượng cho anh em nhé. Giá 175 triệu. Đó. Xem xe thì tại thành phố Hải Dương. Cổ số này anh em này. Màn hình này. Cam hành trình này. Đấy. Vô lăng này rất tươi anh em nhé. Vô lăng cực kỳ tươi luôn. Đấy. Đây anh em này. Anh em có nhìn hai cái khóe này này, nó nhẵn này này. Đấy, vô lăng xịn. Xịn theo xe luôn. Phanh tay anh em. Rất đẹp. Chưa lúc nào mà giá xe nó quá hợp lý như lúc này anh em ạ. 175 triệu mà đời của nó em 2016. Gương chưa được tích hợp xi nhan anh em nhé. Gương chưa được tích hợp xi nhan. Đấy, đăng kiểm thì đến tận tháng 7 năm 2024 anh em này. Đấy, kính lái đây. Kính lái là zin đét đẹp luôn anh em nhé. Kính xịn luôn. Đó. Tổng thể chiếc xe này thì các bác mua về là chỉ việc sẵn dùng anh em nhé. Đấy, bao chất bao đẹp cho anh em luôn. Đấy. Máy số keo chỉ cột kèo là bao zin anh em nhé. Còn sơn thì những cái đời xe mà nó đã qua sử dụng như này thì không tránh được cái chuyện là đã tỉa toát đánh bóng anh em nhé. Đấy, đây. Đây này, ốc tay đèn anh em. Zin đẹp luôn anh em. Cabo này. Của nó zin hết luôn anh em, cả cái zin hết luôn. Đó, trên cabo thì có cái chữ H này anh em này. Cabo sơn nhà máy anh em nhé, sơn nhà máy. Ốc nhái của em ở đây. Đấy. Đây anh em. Đều có chữ ký hiệu của hãng hết anh em nhé. Đó. Giá hợp lý thôi. Cực kỳ hợp lý cho anh em. Đó. Phanh đây anh em. Máy rất tươi anh em nhé. Mã máy rất tươi. Xe là bao chất bao đẹp anh em nhé, bao zin. Đấy, em vào em sẽ lổ máy này. Cho anh chị và các bạn chúng ta nghe tiếng động cơ. Đấy. Chưa lúc nào mà giá xe hiện tại bây giờ giá quá hợp lý cho anh em luôn. Nhát căng luôn anh em nhé. Giá thì quá êm cho anh em luôn. Đấy, cái dòng i10 này thì form dáng rất dễ nhìn. Nhiều anh em chơi em Đức là cũng cứ hỏi em Đức là hiện tại bây giờ là mua xe gì
để mà dùng gia đình hoặc là chạy dịch vụ taxi. Thì đây các bác nhé, đấy, bền lành, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, giá coi như là siêu giữ giá luôn. Đây nhầm, máy nhỏ êm phắc anh em nhé, êm phắc phạc luôn, êm du luôn anh em ạ. Máy này em bao zin cho anh em nhé. Đấy, máy số keo chỉ cột kéo bao zin hết cho anh em luôn. Đấy anh em ạ, toàn bộ hệ thống em này thì gương thì chưa được tích hợp xi nhan. Giá 175 triệu. Đấy, bao chất, bao đẹp, bao zin anh em nhé. Đấy, bao tiết kiệm xăng. $175 triệu. À, tại vì sao em Đức phải hé cái cửa cái xuống? Các bác biết lý do tại sao không? Vì đôi khi xe mà đang lổ máy đấy, mà các bác đi ra ngoài thì các bác phải hé một, trong bốn cái kính thì các bác phải hé xuống một cái anh em nhé. Đấy, tránh trường hợp là bị chốt cửa anh em nhé. Chốt cửa là chỉ đứng ngoài thôi. Đấy, chỉ đứng ngoài thôi. Kể cả nhiều bác mà dùng những cái hệ thống mà chìa khóa thông minh start stop ấy, mà ra ngoài mà không mang chìa khóa ra và đóng cửa vào mà không may mà tay ấn vào cái chốt cửa là coi như là bị khóa luôn anh em nhé. Xe rất đẹp luôn. Giá 175 triệu. Xem xe tại thành phố Hải Dương anh em nhé. Đấy, liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp cụ thể. Đó. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip tiếp theo. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhé.